Hữu Thiện xin kính chào cả nhà mình ạ. Hữu Thiện xin đố cả nhà là bây giờ Hữu Thiện đang ở đâu nha. Đây, Hữu Thiện quay một vòng cho cả nhà mình xem. Những ngày qua thì Hữu Thiện ở Chicago thì trải qua một cái mùa đông lạnh giá luôn. Bây giờ thì Hữu Thiện đã sang một cái bang khác. Bang này thì tương đối là mát mẻ vào mùa hè này. Thì nhiệt độ ngoài trời bây giờ là tầm khoảng là 87 độ F. Wow. Với nhiệt độ như thế này thì làm sao mà mình không thể nào mà đi ra ngoài trời ngồi uống một cái ly cà phê Starbucks như thế này để thưởng thức cái bầu không khí tuyệt đẹp như thế này. Và ngoài ra thì Hữu Thiện muốn giới thiệu là một cái cây bông mà chỉ nở đặc biệt đó là vào cái thời điểm đó là tháng 3 tháng 4 rồi thôi. Nó rất là đẹp luôn. Mình đi hai bên đường phố ở tiểu bang Arizona này á thì mình có tìm hiểu người dân ở đây, người ta nói là cái cây này là giống như là cái biểu tượng ở tại cái bang này. Nó giống như cây xương rồng vậy cả nhà, nhưng mà nó chỉ nở vào tháng 3 tháng 4 thôi mà rất là đẹp luôn. Cái cây này thì tên của nó mình tìm hiểu là giống như một cái tên là cây gậy, nhưng mà người Việt mình quen gọi là cái cây hoa mai này. Rất là đẹp, nó chỉ nở vào dịp 2 tháng này thôi. Thấy cây này là người dân Việt ở đây, người dân Việt ở trên đất Mỹ người ta nói là thấy cây này là thấy xưng đã về rồi. Cái hoa mai vàng này nè, giống như ở Việt Nam mình á thì mình thấy cây đào ở ngoài Bắc thì thấy xưng đã về, ở trong Nam mình thì mình thấy cây mai vàng năm cánh thì thấy xưng về. Còn bên này thì bên xứ Mỹ, người Việt bên xứ Mỹ thì họ người Việt bên xứ Mỹ thì họ nhìn những cái cây này để coi như là tín hiệu là báo xuân đã về. Đây, để Hữu Thiện quay cho cả nhà mình xem nha, rất là đẹp luôn. Đây, trước mắt cả nhà là những cái cây hoa mai vàng rất là đẹp luôn. Nếu như mà mai mà không có nở thì mình đâu có biết là mùa xuân đã về đâu, đúng không cả nhà? Thì người Việt trên đất Mỹ thì họ nhìn những cái cây mai vàng như thế này thì họ biết đó là xuân đã về. Thì bắt đầu là từ tháng 3 cho đến tháng 4 thì loài hoa này là một cái loài hoa là người Việt họ nói rất là đặc biệt ở cái xứ sở Arizona này. Nó nở rộ và vàng rực luôn. Đây, cả nhà nhìn thấy là vàng rực rỡ cả một bầu trời luôn. Thì người Việt xa xứ mình thì quý cái loài hoa này giống như là cây hoa mai vàng vậy, mỗi khi xuân về. Theo Hữu Thiện tìm hiểu thì tên của cái cây này là trong từ điển là Palo Verde, thì trong tiếng Tây Ban Nha, nhưng nó được gọi là cái tên nữa là tên cây gậy xanh. Cái cây này cũng xem là một cái biểu tượng của bang Arizona luôn. Nó giống như cây xương rồng vậy cả nhà. Thì vỏ của cái cây này thì màu xanh, đây cả nhà nhìn thấy nha. Mình khám phá thì khám phá cho tới luôn. Cái vỏ của cây này nè, vỏ của cái cây mai này á, nó có cái màu xanh như thế này nè. Màu xanh này giống như cái màu xanh của cái trái chanh vậy á. Đẹp quanh năm luôn. Mình nhìn cái vỏ nó giống như cái cây gì ở Việt Nam mình ta. À, Hữu Thiện nhớ rồi, cái cây gòn. Cái vỏ của nó nè, nó có màu xanh.
cứng nhắc à, bấm ông vô luôn, nhìn rất là đẹp. Thân cây thì màu xanh, còn cái hoa thì màu vàng, rất là đẹp. Thì cả nhà mình biết đó là ở cái tiểu bang Arizona này là vùng nắng nóng và khí hậu rất là khắc nghiệt, và mùa hè thì có thể là ngoài tới 100 độ F luôn, rất là nóng luôn. Thì cái cây này nó đặc biệt là nó chịu được cái sức nóng ở bên này, và nó có khả năng là quang hợp rất là tốt luôn. Trồng cây này nè, cho nên mình đi bên đây mình thấy là họ trồng cái cây này rất là nhiều để quang hợp, rồi nó chịu được cái sức nóng ở cái bang này, sức sống rất là tốt. Mà ngay mà cái khi mà cái cây mà nó đã rụng hết lá rồi á, thì rụng một phần rồi thì nó vẫn tiếp tục phát triển luôn. Cái cây này thì nó có màu xanh, thì cái màu xanh của nó làm cho mình nhìn thấy thì cảm thấy là thoải mái, và nó có thể là nhìn vào cái ánh nắng nha. Như hiện bây giờ thì trời nắng nóng khoảng 8 mấy độ, nhưng mà mình nhìn vào cái màu xanh này thì ánh mắt mình có thể là nhìn thấy nó có gì đó nó dịu dịu xuống, nó bớt nóng đi để nó giảm đi cái nắng chói chang của mặt trời dưới cái tán cây này. Thì cả nhà nhìn thấy cái độ cao của cây này thì cũng không có cao cho lắm, nó duy trì ở cái độ cao như thế này thôi, thì làm cho mình là cảm thấy là nhìn thấy nó rất là đẹp, nó đều đều nhau rất là đẹp. Nó không có cao cho lắm, nó cao tầm chừng khoảng là 20 feet thôi đó, mình nhìn thấy nè, chỗ này nó cao đều với nhau luôn. Cái tán cây họ trồng họ quy hoạch đều với nhau, nó không có cao quá. Đến cái tuổi thọ của cái cây hoa mai này thì tuổi thọ của nó sống rất là thọ luôn, sống gần cả 100 năm cả nhà, mà còn đôi khi nó là còn sống hơn vậy nữa luôn. Những cái hạt đậu đó nè, những cái hạt này của nó nè, ngoài cái bông còn những có cái hạt nữa. Cái hạt này thì giống như cái hạt đậu Hà Lan, mình ăn cảm giác như mình ăn đậu Hà Lan vậy cả nhà. Đây chỉ có hạt được, hạt thì ăn, bông thì mình nấu nước mình uống. Hương vị thì hương vị của nó thì nó ngọt ngào, giống như là hương vị quê hương, hương vị quê nhà. Ở tiền thấy cái chỗ này, cái khu này, khu trung tâm này thì trồng rất là nhiều cây này luôn, rất là đẹp, hoa mai vàng óng ánh luôn. Và nó chỉ kéo dài tầm tháng 3 tới tháng 4 thôi, cũng giống như hoa anh đào ở bên Washington vậy. Muốn ngắm cái hoa mai vàng này thì phải đến cái bang sa mạc này Arizona thì mới thấy được cái bông hoa này nha cả nhà. Đây, một sắc vàng óng ả luôn. Cả nhà thấy có đẹp không? Tuyệt đẹp đúng không cả nhà? Đây, tuyệt đẹp. Hoa mai vàng, cái hoa này cũng 5 cánh nha cả nhà. Đây, để Hữu Thiện quay lại cả nhà mình xem điểm cánh của nó, giống như một hoa mai vàng ở Việt Nam mình vậy. Đây, cái hoa này cũng 5 cánh luôn, quá đẹp. Hoa này là 5 cánh luôn, sắc vàng óng ả luôn. Thì cái khu này là cái khu trung tâm, như là tập trung những cái quán cà phê thương hiệu nổi tiếng luôn, cà phê Starbucks nè. Có thể vừa mới uống ly cà phê với trời nắng nóng như thế này đó. Rồi có quán phở ở Việt Nam nữa nè, rồi những cái quán nail spa đồ, tập trung nguyên cái khu này luôn, một cái vòng tròn ở đây luôn. Mà mình thấy cái nơi này thì có cái view rất là đẹp luôn, đẹp tại vì sao? Đẹp vì có những cái cây hoa mai vàng như thế này, nó làm cho mình rất là thoải mái và dễ chịu dưới cái nắng mà chói chang oi ả như thế này. Đó, tuyệt đẹp luôn, cả một vườn hoa luôn, cả nhà có thấy đẹp không? Đó, cả nhà có thấy đẹp không? Nếu như mà cả nhà mà thấy ngắm những cái hoa mai vàng như thế này thì cả nhà thích thì cả nhà nhớ bấm like và share và comment cho Hữu Thiện nha. Cả nhà có thích không? Nếu mà thích thì cho Hữu Thiện like, share, comment. Còn nếu cả nhà nào mới vào xem thì cả nhà nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Hữu Thiện nha. Để Hữu Thiện đi quay và chia sẻ những cái điều gì mới lạ hay ho nhất để Hữu Thiện tìm hiểu và chia sẻ cho cả nhà mình. Tại vì là ở bên bang xứ lạnh
mấy tháng trời thì đắp chăn không à, lạnh lắm. Mà bây giờ mình tung tăng ở bên bang xứ ấm á, thích lắm. Đi ra ngoài tung tăng quay hoa cỏ cây rồi này kia cho cả nhà mình xem, cũng có cái hay. Cây này nó sống mãnh liệt giống như cây xương rồng á, nó giống như là cái biểu tượng của cái bang này luôn, tương tự như cây xương rồng á, gọi là biểu tượng luôn. Cái hoa mai vàng thân cây nó rất là đẹp luôn. Vâng, video của Hữu Thiện đây xin tạm dừng nha. Hữu Thiện xin chào, xin chúc cả nhà là sức khỏe an vui. Xin chào, bye bye cả nhà.